Tan 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 tan. Ôi, vừa đi làm đêm này các bạn. Đây bữa sáng rồi, bữa sáng của mình. Bún chấm. Hai bắp ngô. Mời các bạn ăn sáng của mình nha. Tan 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 tan. Đây nước chấm rồi các bạn ơi, nước chấm mình chọc vào đây luôn nha. Mời các bác ăn sáng của mình nha. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, cuộc đời là nhân vì sao? Vậy các bác ơi, mời các bác. Một miếng đậu và mấy miếng chả và một miếng nem và rau và không thể thiếu bún thôi. Mời các bạn nha. Ngon lắm. Mình ăn sắp hết rồi. Giờ này mình không thích ăn mấy các bạn. Nhưng đói thì vẫn phải ăn.
Nhưng mà ăn sao hết được. Mình ăn hết rồi các bạn. Đây. Hết sạch luôn. Đói rồi, không để cướng nữa. Không ngon thì vẫn phải ăn. Mà còn hai bắp ngô nữa này, tanh tanh tèn. Tanh 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 tèn. Làm hai bát này nữa. Ngủ đến tối luôn. Tối dậy tắm xong ăn cái gì sau lại đi làm. Mời các bạn ăn ngô của mình nha. Mời các bạn. Ngon rất là mềm luôn, ngon rất. Thế là mình cũng ăn xong một bắp ngô rồi các bạn, no hết. Còn một bắp nữa, no quá rồi, không ăn nổi rồi. Thôi để tối ăn. Tối làm xong dạy ăn nha. Rồi. Hoàn thành công việc rồi. Ăn sáng xong rồi, lại lên giường đi ngủ đến tối thôi. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video ngày mai.